Chào các bạn. Hôm nay, Vinh Thành Audio xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm âm thanh tuyệt vời từ thương hiệu đẳng cấp của Mỹ, cặp loa JBL-L830. Đây là dòng loa Busen Fan 3 đường tiếng, nổi bật với chất âm hay và thiết kế sang trọng. Đặc điểm nổi bật của JBL-L830, chất âm tuyệt vời. JBL-L830 được trang bị củ loa bass, tweeter và siêu tweeter, mang lại âm thanh chi tiết, rõ ràng và mạnh mẽ. Đặc biệt, âm trầm chất ấm và có lực, phù hợp với nhiều thể loại nhạc. Thiết kế sang trọng, loa được làm từ gỗ MGS dày, phủ lớp vinyl bền bỉ, chống ẩm và tĩnh điện tốt. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bố trí trong không gian sống của bạn. Công nghệ tiên tiến, JBL-L830 sử dụng công nghệ EOS độc quyền, giúp tái tạo âm thanh chính xác và trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời ở mọi vị trí trong phòng. Thông số kỹ thuật, công suất âm thanh 150W, tần số thấp nhất 48Hz, tần số cao nhất 40kHz. Trở kháng 8 ohm, mức độ âm thanh 90 dB, kích thước chiều rộng 222 mm, chiều cao 385 mm, chiều dài 320 mm, trọng lượng 10 kg. Thông tin bổ sung: loa trầm, hình nón polybag 160 mm, ấn tượng cho hiệu suất âm trầm vượt trội. Loa tweeter full titanium 2.4 cm và loa siêu chép trong khung nhôm đúc để tái tạo tần số cao nguyên sơ. Khả năng xử lý âm thanh, JBL-L830 có thể xử lý âm thanh từ nhiều loại nhạc và phim. Giải tần số, vượt xa khả năng của tai người để làm nổi bật các sắc thái âm nhạc mà bạn chưa từng nghe thấy trước đây. Tại sao nên chọn JBL-L830? Thương hiệu đẳng cấp, JBL là một trong những thương hiệu âm thanh hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao và công nghệ tiên tiến. Đa dụng, JBL-L830 không chỉ phù hợp để nghe nhạc mà còn lý tưởng cho việc xem phim, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực. Nếu bạn đang tìm kiếm một cặp loa Busen Fan với chất âm hay và thiết kế đẳng cấp, JBL-L830 chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo. Hãy liên hệ ngay với Vinh Thành Audio để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe kênh của mình để cập nhật những sản phẩm âm thanh mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Loa Busen Fan 3 đường tiếng JBL-L830, loa hay. Bán loa JBL Studio L830 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ. Và đó là một vài thông tin về cặp loa JBL L830. Và sau đây xin mời anh em thưởng thức về chất âm của đôi loa đến từ thương hiệu audio cao cấp của Mỹ. Chất âm cực kỳ quy lực, tách bạch và sáng tiếng đến từ thương hiệu audio cao cấp. Và với đôi loa Busen JBL-L830, đẹp góc cạnh, hoạt động tốt mọi chức năng. Và đôi loa này thì rất phù hợp cho anh em trải nghiệm âm thanh chất lượng cao. Và với đôi loa JBL-L830 thì em sẽ bán với giá là 6.200.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.